mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá sáng ngày 18 tháng 6 của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng hổi của làng túc cầu mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Cựu chiến lược gia của đội tuyển Hà Lan, Marco van Basten đã chọn Lionel Messi thay vì Cristiano Ronaldo khi đưa ra ý kiến riêng của mình về cuộc tranh luận không hồi kết về việc ai là cầu thủ xuất sắc hơn. Cựu cầu thủ của Ajax và AC Milan cũng nói thêm rằng những người chọn Ronaldo thay vì Messi đơn giản là không biết gì về bóng đá hoặc họ đang nói điều đó một cách thiếu thiện chí. Cristiano Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng những người nói rằng anh ấy giỏi hơn Messi đều không biết gì về bóng đá hoặc họ đang nói điều đó một cách thiếu thiện chí. Messi là một người có 1-0-2, không thể bắt chước và không thể lặp lại. Một cầu thủ như anh ấy xuất hiện sau mỗi 50 hoặc 100 năm. Khi còn bé, anh ấy đã là một thiên tài bóng đá. Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã trở thành những nhân vật thống trị làng bóng đá thế giới trong hơn một thập kỷ qua, đạt được gần như tất cả mọi thứ trong sự nghiệp huy hoàng của họ. Tuyển thủ Argentina đã giành được 7 giải quả bóng vàng, trong khi Cristiano Ronaldo đã giành được 5. Theo L'Equipe, UEFA mới đây đã yêu cầu PSG phải cung cấp về tài chính, hay nói cách khác là sao kê. Động thái của cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Âu được đưa ra chỉ sau một ngày nhận được đơn khiếu nại từ chủ tịch La Liga, Javier Tebas. Cụ thể, sau khi kiểm tra trong vài tuần qua, ICFC, cơ quan kiểm soát tài chính của các câu lạc bộ thuộc UEFA, đã yêu cầu PSG cung cấp thông tin bổ sung về các hoạt động tài chính và tài khoản của đội bóng sau khi phát hiện nghi vấn vi phạm luật công bằng tài chính. Ngoài ra, phía La Liga cũng tuyên bố chống lại PSG đến cùng. Họ sẽ thuê luật sư để đưa vụ việc lên các cơ quan có thẩm quyền của Pháp và châu Âu. Khi được L'Equipe liên hệ về vấn đề này, gã nhà giàu nước Pháp cho biết đây chỉ là các hoạt động làm ăn thường niên của đội bóng và cũng chưa có thủ tục tố tụng nào chống lại câu lạc bộ từ phía UEFA. Với 24 bàn thắng và 9 kiến tạo trên mọi đấu trường, Mahrez thực sự đã rực cháy để giúp Man City bảo vệ thành công chức vô địch ngoại hạng Anh. Cần phải biết rằng trong 3 mùa trước đó chơi cho City, tuyển thủ Algeria chưa bao giờ ghi quá 14 bàn. Nhưng bất chấp những điều đó, tương lai của Mahrez tại Etihad đang nhận nghi vấn lớn khi mà hợp đồng giữa đôi bên chỉ còn 1 năm. Vào tháng 2 năm sau, Mahrez sẽ bước sang tuổi 32 và không còn phù hợp với chính sách của The Citizens. Thế nên xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc Mahrez có thể tìm bến đỗ mới ngay trong mùa hè này. Hiện PSG đang rất quan tâm tới cựu cầu thủ chạy cánh của Leicester và có thể mang anh về để thay thế cho Di Maria đã ra đi. Không chỉ PSG, Chelsea cũng sẵn sàng vào cuộc nếu Mahrez quyết tâm rời Manchester City. Huấn luyện viên Tuchel cũng rất muốn cải thiện khả năng tấn công cánh phải, nơi Hakim Ziyech không đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, khả năng Mahrez ở lại City cao hơn là ra đi. Theo Romano, The Citizens sẽ phải giữ lại Mahrez trong bối cảnh Gabriel Jesus gần như chắc chắn sẽ ra đi, trong khi Raheem Sterling cũng không rõ ràng về tương lai. Romano còn tiết lộ thêm rằng Mahrez khá bình thản giữa tình hình hiện tại và không hề vội vàng phải đưa ra quyết định. Mới đây, chuyên gia săn tin chuyển nhượng uy tín Fabrizio Romano đã xác nhận thương vụ Sadio Mane gia nhập Bayern Munich. Thông tin kể trên cũng được đài truyền hình Sky Sports cho đăng tải ngay trong buổi tối ngày hôm qua. Theo đó, Mane sẽ ký một bản hợp đồng 3 năm với đội chủ sân Allianz Arena và mọi điều khoản cá nhân đã được đôi bên thông qua. Về phía Liverpool, sau khi chiêu mộ được Darwin Nunez, The Kop cũng đã sẵn sàng để tiền đạo người Senegal ra đi. Trước đó, Bayern đã có 2 lần gửi đề nghị chiêu mộ Mane nhưng đều bị Liverpool từ chối. Mức giá mà The Kop mong muốn là 42,5 triệu bảng, trong khi đó, con số cao nhất mà Bayern đưa ra chỉ là 30 triệu bảng. Trong những nỗ lực mới nhất, bà lãnh đạo Hùng Xám đã đưa ra con số cuối cùng là 32 triệu bảng và Liverpool đã gật đầu để Mane đến với bến đỗ mơ ước. Dự kiến, Bayern sẽ chính thức công bố tân binh của mình ngay trong vài ngày tới. Sadio Mane gia nhập Liverpool từ năm 2016 từ Southampton. Sau 6 mùa giải gắn bó với sân Anfield, chân sút châu Phi đã trở thành một trong những mảnh ghép vô cùng quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Trong màu áo The Kop, Mane đã giành các danh hiệu lớn như Premier League, Champions League. Chân sút người Senegal thậm chí giành ngôi vua phá lưới Premier League mùa 2018-2019.
Hôm nay, trang chủ của câu lạc bộ Porto đã chính thức ra thông báo về thương vụ Fabio Vieira. Theo đó, họ đồng ý đẩy đi tiền vệ người Bồ Đào Nha với mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro, bao gồm cả 5 triệu euro trả sau, dựa vào thành tích thi đấu. Porto còn cho biết mọi thủ tục đã hoàn thành và dự kiến thương vụ sẽ được công bố trong vài ngày tới. Theo báo giới Bồ Đào Nha, sau khi giúp FC Porto giành cú đúp danh hiệu ở giải quốc nội và cùng U21 Bồ Đào Nha giành vé dự vòng chung kết U21 châu Âu, Fabio Vieira đã bắt đầu kỳ nghỉ với bạn gái ở Mykonos, Hy Lạp. Từ đó, anh sẽ bay thẳng đến London để kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Hiện tại chưa rõ mức lương Vieira sẽ nhận ở đội bóng mới là bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với mức thù lao 400.000 euro mỗi mùa đang hưởng tại Porto. Ở mùa bóng vừa qua, Vieira là chân truyền số 1 tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha với 14 đường kiến tạo. Anh cũng đứng đầu giải đấu về số pha kiến tạo trên 90 phút, 0,74. Vị trí yêu thích của Vieira là tiền vệ tấn công, nhưng cũng có thể chơi được ở vị trí tiền vệ trung tâm, số 8. Theo tờ Mundo Deportivo, Bernardo Silva một lần nữa đã gặp ban lãnh đạo Manchester City để xin câu lạc bộ buông tha cho mình để chuyển tới Barcelona nếu nhận được lời đề nghị đủ tốt từ đội chủ sân Nou Camp. Cũng theo tờ báo của Tây Ban Nha, có khả năng huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ sử dụng cầu thủ người Bồ Đào Nha để thay thế bằng phương án Frankie de Jong, cầu thủ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của MU. Theo ESPN, huấn luyện viên Thomas Tuchel muốn thay Romelu Lukaku bằng Robert Lewandowski. Tuy nhiên, đây là một điều tương đối khó xảy ra tại thời điểm này. The Blue muốn tống khứ tiền đạo người Bỉ trở lại Inter Milan ngay trong mùa hè này. Tuy nhiên, những khúc mắc về phí cho mượn với bản hợp đồng kỷ lục 115 triệu euro này khó lòng tới với đội Á quân của Serie A vừa qua. Trong khi đó, Lewandowski đang thể hiện sự khao khát đáng ngạc nhiên khi anh chỉ một lòng muốn tới chơi cho Barca, đồng thời từ chối thẳng thừng những đề nghị của những đội bóng khác, kể cả là Chelsea hay PSG. Theo tờ Guardian, Aston Villa là câu lạc bộ tiếp theo gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Gareth Bale, siêu sao đã có 5 lần vô địch Champions League cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid. Không chỉ đội bóng của Steven Gerrard, cả Tottenham và Newcastle là những đội bóng quan tâm đặc biệt đến đội trưởng của xứ Wales, bên cạnh Cardiff City. Bản tin bóng đá sáng ngày 18 tháng 6 của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.